Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công, các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa đang có mặt ở bên trong, ngay tại sao bàn của dự án Vinhomes Grand Park quận 9. Đây là cái sao bàn được xem là lớn nhất Việt Nam ở thời điểm này. Và trước mặt chúng ta đó là khu đô thị Vinhomes Grand Park quận 9. Đây là phân khu điều origami của chúng ta. Dự kiến là phân khu điều origami sẽ có 21 tòa chung cư và mật độ sẽ thấp hơn so với phân khu The Rainbow. Chính vì thế mà giá đang rumor hiện sẽ cao hơn, tầm khoảng từ 45 cho tới 50 triệu một mét vuông. Mật độ của phân khu The Origami sẽ khá là thấp. Và bên trong đó chúng ta sẽ thấy là có những cái khuôn viên sẽ rộng lớn. Đây. Và cũng kề cận hơn so với trung tâm thương mại và mặt tiền. Đây là đường vành đai 3 trên cao của chúng ta. Thì origami được đánh dấu bằng những cái ký tự RS cho các phân khu. Và chúng ta sẽ đi quay trở lại cái phân khu The Rainbow phía đây. Thì The Rainbow là chúng ta có 17 tòa. Đã chuẩn bị bàn giao những cái tòa đầu tiên. Còn đây là cái phân khu The Origami. Đây là khu vực mặt tiền của đường Nguyễn Xiển. Ở đây. Thì các anh chị nào đang quan tâm về dự án căn hộ Vinhomes Grand Park thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Và đang nhận booking giữ chỗ cho phân khu The Origami.